Trung xin kính chào, mến chào tất cả các bạn. Hồi giờ thì các bạn sử dụng quật văn phòng nhiều rồi đúng không? Có nhiều bạn, các bạn hay gõ những cái văn bản, ví dụ như là cái thư, từ hoặc là một cái đơn gì đó thì các bạn để trống cái nội dung chấm 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 như thế này nè, để cho mọi người điền cái nội dung vô ha. Thì thông thường có nhiều bạn sẽ dùng cái dấu chấm trên cái bàn phím giống như thế này ha. Thì được bạn nào mà có có sức thì cứ ngồi gõ ha <laughs> nhưng mà như vậy nó lâu lắm nha các bạn và như vậy nó cũng không có đúng tại vì mấy cái dấu chấm này nó không có đều với nhau ha đó kiểu vậy ha thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn có cái cách để tạo cái dấu chấm nó cực nhanh và nó cực đẹp ha nó thẳng hàng luôn ha rồi bắt đầu nha các bạn đầu tiên á là các bạn nhìn trên cái quật của mình á các bạn nhìn trên cái thanh bên trên cái thanh ngang này nè nó có cái thước không nó thước nó gọi là ruler thì các bạn phải có cái thước đó thì các bạn mới có thể tạo cái dấu chấm nó nhanh được ha rồi nếu trường hợp cái quật á nó chưa thì hiển thị cái thước á thì các bạn vào cái tab view ha chọn vào cái checkbox ruler ruler có nghĩa là cây thước nha các bạn lúc này trên cái màn hình các bạn thấy nó hiển thị cái thước lên rồi đúng không ạ đó cái đây là cái thước ngang và đây là cây thước dọc đó rõ ràng hơn các bạn không rồi mình làm đơn giản thôi các bạn nhìn qua cái góc trái góc bên tay trái của màn hình các bạn thấy có một cái biểu tượng giống như thế này thì đây chính là cái tab á, cái tab trong Word ha. Thì cái tab này nó có nhiều cái loại. Ví dụ như đây là left tab, có nghĩa là tab trái. Ha, left tab là tab trái các bạn. Ấn nữa là nó báo là center tab, có nghĩa là tab canh giữa. Rồi nó có tab canh phải nữa nè, có nhiều loại ha. Thì ở đây các bạn click chuột trái lên, chọn cho nó ra cái tab canh trái nha các bạn đó canh trái là cái tab này ha rồi các bạn thấy tab canh trái rồi đúng không rồi bây giờ các bạn rê cái con chuột tới gần cuối cái văn bản của các bạn nè trên cái thước này nè bạn ấn vô một cái ấn chuột trái vô một cái thì nó sẽ ra cái tab cái tab trái như thế này các bạn kéo để nó gần cuối cái văn bản của các bạn ha rồi bây giờ các bạn sẽ double click vô cái laptop nè rồi nha các bạn để ý nha ở đây để ý chút xíu ha đây các bạn thấy dấu chấm đây không đó có nghĩa là lúc này á các bạn chọn một là dấu chấm nè hai là cái dấu gạch gạch nè hoặc là cái dấu gạch dưới chẳng hạn ha thì bạn chọn ví dụ ở đây là dấu chấm mình ấn nút set ấn ok cái xong các bạn coi mình ấn nút tab trên bàn phím nè tab trên bàn phím đó ấn enter tab enter tab thì nó ra đúng không các bạn các bạn thấy đơn giản không nó sẽ đều và các bạn không cần phải ấn nút chấm chấm giống như thế này nó rất là mất công nha và nó sai nó không đúng với cái cái cách mà chúng ta dùng nha rồi Ví dụ như á, bây giờ các bạn tab đó các bạn muốn lúc nãy có cho các bạn thấy á, các bạn muốn thay cái ký tự giống giống bằng cái cái tự gạch ngang giống như thế này hoặc là gạch dưới như thế này, ví dụ chọn cái số thôi đi, ấn ok, các bạn thấy như thế nào? Bắt đầu các bạn ấn phím phím tab trên bàn phím nha, tab. Đó các bạn thấy nó gạch ngang không? Đều đúng không? Đó. Quá sung sướng ha. Rồi. Còn trong khi mà chúng ta ngồi gõ chấm 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 hay là gạch dưới ra nè, bạn thấy nè, đó gạch gạch dưới vậy cũng được, nhưng mà gõ không phím vậy nó kỳ lắm. Đó, chúng ta chỉ cần enter ha. Bạn bạn thấy nó nhảy tùm lum sai ha. Đó mình xóa lại đi. Xóa lại cái này đi ha. Xóa 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 lại cái này. Có nghĩa là cái này mà nãy mình mình gõ bằng ký tự á, bây giờ mình xóa đi. Ấn nút tab nè các bạn coi. Đó. Sướng không? Rồi. Đó thì khi các bạn muốn xóa thì các bạn chỉ cần chọn kéo bôi đen đó và các bạn xóa thôi đơn giản đúng không rồi từ nay thì các bạn sẽ biết thêm trong cái công cụ của Microsoft Fit á thì chúng ta sử dụng tính năng gọi là tab ha tab để tạo cái dòng chấm 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 hoặc là tạo cái cái đường gạch dưới đây nè đường gạch dưới hoặc là đường gạch ngang mục đích đó là để cho chúng ta điền những cái nội dung có nghĩa là khi chúng ta in cái văn bản này ra đó, in cái văn bản này ra này ví dụ như ở đây là mình gọi là kính gửi gì đó đó kính gửi đó kiểu là hai chấm giống như vậy thì chúng ta in văn bản này ra thì cái người mà người ta à, có cái văn bản này thì người ta sẽ gọi viết cái tên của họ vô đây đó mục đích là nó như vậy ha rồi bởi vì giải thuật của YouTube sẽ ưu tiên cho những video có nhiều lượt like, share nếu các bạn cảm thấy nội dung này là hữu ích, nhờ các bạn ấn vào biểu tượng like hoặc share trên màn hình để nội dung này giúp có thể lan tỏa được tới nhiều người hơn. Các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thêm vui lòng đừng ngần ngại cứ để lại comment bên dưới video. Mình sẽ cố gắng phản hồi cho các bạn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất. Trùmy xin chào tạm biệt tất cả các bạn.